Ôi trời ơi cô chú ơi, bây giờ nó đẹp quá rồi, bây giờ lên làm kiểu, trời ơi coi mình nó ngồi trời, cái tay nó muốn giặn, nó giặn cái tay nó ra muốn lội cái tay luôn vậy đó. Trời ơi, đẹp ghê không, bây giờ ngồi sao, ngồi sao tao giữ tao, trời vậy đó hả, rồi sao nữa. Thôi thôi mẹ đang xài cái điện thoại này được, không có cần camera đó, rồi làm đi làm đi, rồi đó vậy đó hả. Trời ơi coi ngồi cái mặt sao, cái mặt diễn sao trời ơi, trời ơi coi kìa. Dễ sợ chưa, quá dễ sợ. Thay đổi kiểu rồi, thay đổi kiểu, nằm dài xuống. À, bây giờ thay đổi kiểu cái đó, đúng rồi, đẹp ghê. Rồi sao nữa. Trời, ôi sao ơi, chịu đời không thấu luôn rồi. Trời ơi, nó, ý là nó phe là tay nó có vòng nên là nó. Trời. cười đúng rồi, trộn con mắt nhìn chỗ khác. đứng lên tạo dáng sao tức tao đập quá, không có tạo dáng kiểu đó kìa nha. Đứng lên quay đằng trước người ta mới thấy cái vương miệng cái tay. Trời ơi trời đất ơi, không quay qua bên kia mới chống nạnh cái tay được. Bên chống nạnh đây nè. À vậy hả, à rồi sao nữa, chống lạnh ai trời à đứng chụp hình vậy hả. Ok muốn chụp hình vậy, rồi chụp hình sao. Ok giờ bây giờ con làm y tá là mẹ làm bệnh nhân nha. Ok mới mua cho nó bộ đồ chơi nè, bác sĩ nè cô chú ơi. Ok bác sĩ bị đau răng quá bác sĩ ơi. You hit right here and right here. À bị đau tay đâu chân. Rồi đi rồi, vô lại không cho đau răng luôn. Bỏ váy xuống đàng hoàng. Bitch. Bác sĩ đứng xích ra. Bác sĩ ngồi ghế đi. Bác sĩ lên ngồi ghế. Ồ cái này là cái gì bác sĩ? Lấy ghế ngồi đi bác sĩ ngồi ghế đi. À cái đó là, cái đó là đồ quý cáp hả bác sĩ? Sao bác sĩ biết hay vậy? Úi trời. Rồi bác sĩ ngồi ghế đi. Trời ơi bác sĩ hay gì. Làm lại từ trên xuống đây nè, đó quấn vô đây nè. Yeah. Ok rồi quấn vô, đúng rồi bác sĩ giỏi ghê. Bác sĩ đâu áp chưa. It's spinning mommy. Ồ vậy hả, có bình thường không bác sĩ, có normal không? Dạ normal hả. Trời ơi bác sĩ, sao bác sĩ biết đâu cái cao đâu, biết đâu huyết áp hay bác sĩ lỡ như mà em bị cao huyết áp thì em nên uống gì bác sĩ? Bác sĩ em bị cao huyết áp em nên uống cái gì tốt? Bitchy bitch là gì bác sĩ? Cao huyết áp là mình nên uống gì khoan ngày tay. Now you're sick. Gì bác sĩ, bác sĩ khám vô cái em đi, đúng rồi bác sĩ tính đeo cho em luôn hả? Cả đó ra luôn rồi, trời ơi dục luôn. Trời ơi bác sĩ này có tâm ghê luôn. Help me. Trời ơi bác sĩ giờ mà còn nhờ giúp đỡ nữa. Phải bác sĩ làm hồi gãy mô Phật của em giờ á. Khách cho bác sĩ chứ bỏ cho xem được. Đúng rồi Để lên tim em. Rồi rồi ok. Sao bác sĩ tim em sao bác sĩ? Bác sĩ em đau bụng quá bác sĩ ơi. Cứu em với. No more teeth. It's not scissors, it's for your teeth. It's a toy. It's a toy. Oh, cái đó chỉ là đồ chơi thôi bác sĩ. Bác sĩ làm em sợ quá. Giờ bác sĩ tính làm gì em? Bác sĩ chắc mũi em hả? Ok, bác sĩ là cơ cắt. No, it's not gonna cut. You see, look, I don't have it. Oh, đây, kéo giả bác sĩ. Bác sĩ cho tao phun miếng này bác sĩ. Em thương bác sĩ cho em hôn ngay chỗ này nè bác sĩ, em thích hôn ngay chỗ này nè. Để. Đứng lên, em hút hôn ngay chỗ này nè. Em hôn ngay chỗ này nha. Ôi trời ơi, bác sĩ tên gì? This is a doctor set. Hả? Cái gì vậy bác sĩ? No, it's not a new one. À dạ. Ôi trời. Ouch. Em chảy máu rồi bác sĩ ơi. Mi chảy máu. Bác sĩ lấy đồ cặp máu cho em đi, lẹ lên. Chứ thuốc mi uống miếng thuốc cho đỡ đau, lẹ lên.
Nước này nước gì bác sĩ? Nước bubbly. Trời ơi, cái nước gì mà cái tên bubbly đó? Còn nước này nước gì bác sĩ? Nước gì con người tay hả? Rất là hả bác sĩ? Bác sĩ cắt miệng em hả? Sao bác sĩ cắt miệng em? Bác sĩ đừng có ngậm nó vô miệng. Bác sĩ gì mà dơ vậy? Hả? Thôi bác sĩ chờ vậy em đi về. Thôi bác sĩ ở giờ quên đi về. No. Bác sĩ cắt bệnh cho em đi. Bây giờ khám bác sĩ khám cái chân cho em lại lên. Khám cái chân cho em. Then go to cut your hair. Trời ơi bác sĩ mà đi cắt cắt tóc nữa hả? Trời ơi bác sĩ này đa nghề dữ ta. Đi vô mà thấy bệnh nhân là tóc dài quá là cắt luôn. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi bác sĩ cắt tóc em ngắn quá rồi sao em đi về em hòa nhập cộng đồng được đây? It's not cut. It's not real hair. Cắt giỡn. Ok. Đẹp ghê. Em qua bắt bác sĩ nha. Bác sĩ hung em miếng đi bác sĩ. Bác sĩ hung em miếng em. Đau quá. Trời ơi bác sĩ cắt tay em hả? Đau quá. No, it's not real. Cắt giỡn. Bác sĩ hung em miếng bác sĩ. Hung miếng hết đau. Ủa chưa, hung miếng như mặt nè. Để lên. Gì? Punch. Cái gì vậy? Trời bác sĩ nè. Bác sĩ biết đánh đầu gối là để chân giật ra luôn hơn. Bác sĩ thấy bác sĩ ghê không? Sĩ nè. Boy patient. Ồ cái gì vậy bác sĩ? Boy. Con trai hả bác sĩ? Rồi bây giờ khi bác sĩ khám mắt cho em. Khám mắt đây nè. No, this is not real. Hả? Khám mắt đó bác sĩ? No, what? Em bị cận, em nghĩ là em cần đâu kiến bác sĩ rồi. Em lụm cái kiến bác sĩ em đeo vô. Thôi bác sĩ đâu kiến em với giống bác sĩ, để lên. Đeo yours. Của bạn của mình à, mình quay rồi. Chạy đi. It's just like being in the pool, mommy. Đeo kiến này giống như là bơi kiến bơi phải không? Yeah. Kiến này sao kiến bơi no, được? No, mommy. The bathtub, mommy. Đẹp ghê. Bathtub is just like me. Rồi con đeo nó coi, your turn. Let's see how good it look on you. Mommy, I can't my hair so annoying. Okay, And this. Okay, con dán bên kia đi. Okay. Rồi đeo vô. Rồi bác sĩ cười ngay. Chụp hình ngay. Trời ơi trời ơi. Mommy, now you wear it. Okay, bác sĩ. Check. Hả? Bây giờ không, bác sĩ phải che con mắt em lại, nhớ không? Nhớ đi khám bác sĩ che mắt làm sao không? Cái đồ che mắt kìa, cái con hippo kìa đằng kia kìa. Đúng rồi. Rồi bác sĩ, giờ bác sĩ che mắt cho em đi. A. B. 1. 2. Cái đó là số 2 hả? Em đọc sai bởi vì em bị cận. Em bị cận đó bác sĩ ơi, bây giờ bác sĩ cho em cái kiến 3 độ đi. No. Sao? It's ready. No. This is. Cái gì vậy bác sĩ kẹp mũi em hả? Bác sĩ kẹp nó gãy mũi em vô rồi. Ui da. It's not real. Không sự thật, giả mà, giả. Giả thì mẹ cũng đang diễn mà. Nó cứ nói mẹ này giả. Yes. Hippo is not ever. Con hippo răng ghê quá. Con check ai cho hippo hả? Con mắt hippo sao? Đúng rồi, che một con lại hỏi coi chữ gì. Chữ A. B. C. D. E. F. G. D. Hay ghê. F. A. Y. Q. U. R. This is a longer. You're not longer. Thì sao? Giúp gì bây giờ con làm cái răng cho nó đi chứ. Bây giờ con coi cái răng nó nè. Đó. Quá hư rồi, cái răng này quá hư rồi. Khám trời ơi, khám răng luôn. This you have to do it. Trời ơi, cắt cái răng ra luôn hả? Ui, đau quá, hippo khóc hu luôn. Hippo không có phải là con nói thật, con nói đều được chơi. Thì mẹ cũng đang diễn mà, con mẹ mệt, con có con chỉnh mẹ hoài hả? Mệt con ghê luôn, con chỉnh gì mẹ chỉnh hoài mẹ vậy. Better. Hippo không có feel better hả con?
Vậy bây giờ mình phải làm sao giờ? Cắt cái răng hiếp bồ đi hả? Trời ơi, cắt cái bập luôn. Ui, hiếp đồ cao quá, khóc. No, mommy's not real. Nữa. Don't talk yet, mommy. Ủa, mẹ là biết, mẹ biết là không có thật rồi, nhưng mà bây giờ mày diễn cho nó vui. Rồi, hiếp bồ khóc. Đau quá, máu chảy ra quá trời luôn. Stop talking. Trời đất. Stop talking about him. Look, see, he's got a bandage. Nó nói mẹ đừng có nói về con hippo nữa. Mẹ thấy chưa, con hippo nó có cái băng keo cá nhân nó dán trên nó kìa. Rồi xịt vô. Nó nói mẹ đừng có nói chuyện được đời không? Tôi nói chuyện mà tao làm phiền nó luôn rồi đó. Mommy, he drank it, mommy. Uống nha. Nếu mà tôi không có nói chuyện không biết sống biết sao cái video clip này thú vị được không biết nữa. Tự nhiên ngồi làm vậy thôi chả ai hiểu làm gì, nó không nói năng gì hết. Làm không? Trời ơi đẹp ghê. Trời coi bác sĩ kìa, cái gì cho. Cái mắt kiến y như cái đeo mắt kiến mà bữa về Việt Nam có đeo đó. Bây giờ bác sĩ xịt răng cho hippo. Bác sĩ nhớ làm hippo, bác sĩ cho làm miễn phí hay là mình lấy tí tiền? Is it gonna be for free? Or he gonna pay you back something? Bigger, mommy. Oh, trời ơi, thấy thương không? Ngọc hỏi là con sẽ làm cho hippo miễn phí hay là con muốn lấy tiền? Cái nó nói không mẹ ơi, hippo còn nhỏ lắm. Ý là nó nói hippo còn nhỏ lắm, hippo không có tiền, không có làm ra tiền được. Thấy ghê không? Sao nó biết còn nhỏ không làm ra tiền đồ này chi đâu? Yeah. What about you? You make money? No. Why not? Chị đi, con có làm ra tiền không? Chị đi. Con có tiền không? Sao không có tiền? À, cái ý kiến đó không phải là ý kiến tốt hả? Thôi đi làm kiếm tiền đi. Sao vậy? Đi làm kiếm tiền mua cho mẹ mua mẹ gì ta? Kéo cái này xuống. Đi làm kiếm tiền mua cho mẹ gì ta? Mua mẹ xe hơi đi. Mua mẹ đôi dép đi. Không quan tâm luôn. Rồi, hippo hết bệnh chưa? Chưa luôn hả? À, hippo nó không, chưa nói chuyện luôn. Rồi, giờ thoát ra kìa. Yay, hippo khỏe mạnh rồi bà con ơi. Gì? Trời, cho hippo uống thuốc luôn hả? Wow, uống viên thuốc bự dữ trời. Cái này, cái viên thuốc đó chỉ có miệng hippo vô mới nổi thôi, chứ còn miệng người khác vô không nổi đâu trời ơi. Ôi chà quá luôn. He said, I'm not the better. Trời, uống viên thuốc bự vậy mà còn chưa khi chưa khỏe nữa trời. No, mom, it's a toy. À, cái đó là đồ chơi. Biết rồi, cứ nhắc người ta hoài hả? Rồi, đánh răng. It's nice. Còn phải bỏ cái kem đánh răng vô nữa mới đúng. Xịt vô. Ôi trời, có kem đánh răng thiệt luôn kìa. Bóp ra coi. Ui cha ơi, cái đồ chơi làm như thiệt luôn chay. Wow. Đánh cho hippo, đúng rồi. Brush your teeth to do brush your teeth to do brush your teeth to do brush your teeth. Okay, hippo. No, he said this. I'm not feel better. Chưa luôn hả? Rồi gắn hai răng nha. Gắn hai răng xứ vô hippo đi. Trời ơi, còn đút vô họng ta cái gì nữa vậy? Cái đó cái gì vậy? Ok, sao cái đó là hippo khỏe là liền ha. No, he's not feeling better. Chay, cô chú nói sao dạo này con không nói tiếng Việt nữa rồi chay. Tại sao con không nói tiếng Việt nữa? Because I'm free. Hả? Why don't you speak Vietnamese? Chạy đi. No. Tại sao con không nói tiếng Việt? Because I'm the best. Hả? I'm the best. Sụt sạo, tao đọc cho bây giờ á. Because you're the best. Miraculous. I think you drank this. Uh-oh. Well, that's not people. Miracle is son of the best.
Rồi thôi bây giờ hả, bye bye cô chú no, nha. Mommy, con muốn mẹ quay nữa hả? Trời ơi quay gì ra lâu dữ vậy? Còn giờ khám gì nữa, khám lâu quá, có con hippo đó mày. Khám hoài người ta bệnh nhân, người ta ngồi người ta chờ muốn mòn mỏi luôn á. Lẹ đi, giờ còn sạch thằng pin vô hỏng người ta nữa. Bác sĩ, I see something. Bác sĩ khám kỹ dữ à. I see something. Ngồi khép cái chân vô bác sĩ. Bác sĩ làm tiếng Việt quá ha. Rồi khép, nói chữ khép cái chân vô là bác sĩ, bác sĩ hiểu. Ồ ồ vậy á hả, hay ghê. Mà sao bác sĩ hay hiểu tiếng Việt mà bác sĩ không nói tiếng Việt bác sĩ? Hả? Bác sĩ nói sao bác sĩ không nói tiếng Việt? Trời ơi bác sĩ ngồi nói chữ khép cái chân lại mà bác sĩ biết cái chữ khép cái chân lại gì mà bác sĩ không biết. Rosa. Hả? Rosa là gì? Means I'm Rosa. Lý do? Sao